Thưa quý vị, những năm gần đây thì do lo ngại về các loại thực phẩm bẩn trên thị trường, người dân thủ đô ngày càng có xu hướng tự trồng rau trên sân thượng, khu đất trống trong khu dân cư. Thế nhưng trồng rau sạch từ rác thì chưa hẳn được nhiều người làm được. Và trong chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay thì kính mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về mô hình trồng rau sạch từ rác của các hộ dân tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. Bà Thoa thường được những người hàng xóm gọi vui là nông dân thủ đô. Bởi ngoài công việc làm kế toán, bà Thoa còn có một khoảng vườn trên sân thượng vô cùng tươi tốt. Rau, củ quả, gần như đủ loại đều có ở khu vườn thu nhỏ này. Và quan trọng hơn là tất cả đều sạch, được bón bằng phân vi sinh làm từ rác. Cái rác hữu cơ ở ngoài, tức là ngoài môi trường, cắt và chúng ta cho vào những cái thùng. Sau đó là chúng ta pha chế phẩm và chúng ta trộn nó thôi. Trong khoảng từ 3 đến 40 ngày thì chúng ta đã có được cái phân để chúng ta sử dụng rồi. Đất rất là tơi xốp, thế và cây phát triển thì rất là tốt. Và đồng thời những cái cây ví dụ như là cây rau muống này, cây mồng tơi hoặc là một số cây mà trồng một lần, thu hoạch nhiều lần thì thu hoạch được rất là dài. Không chỉ tận dụng nguồn rác hữu cơ là rau củ quả thừa của gia đình, bà Thoa còn xin những rau thừa ở chợ về để ủ phân. Dưới tác dụng của chế phẩm vi sinh phân hủy nhanh chất thải hữu cơ, sau một tháng là bà có được một nguồn phân hữu cơ để cải tạo đất bón cho cây trồng. Đặc biệt, nhờ phân loại và xử lý rác hữu cơ tại gia đình, mỗi ngày lượng rác phát thải của gia đình bà giảm đến 60%. Cái rác hữu cơ nó sẽ chiếm quá 50% so với rác trong tổng số rác thải ra môi trường. Nếu mà phân loại được cái rác hữu cơ và rác vô cơ để làm như thế này thì giảm chi phí rất là lớn trong vấn đề là xử lý chất thải. Còn đây là rác hữu cơ của một nhóm hộ gia đình trong phường Bồ Đề tập hợp đến những khoảng đất trống rồi vừa ủ phân vi sinh vừa trồng rau sạch. Việc làm này giúp những hộ gia đình không có điều kiện về diện tích sân thượng vẫn có thể có rau sạch để ăn, thậm chí có những nguồn dư thừa để bán. Nếu mà 10 kg rác hữu cơ đấy, chúng ta sẽ rắc khoảng 1 lạng cái men vi sinh vào. Thì sau 30 ngày, cứ 1 tuần hoặc 10 ngày chúng ta đảo một lần. Thì sau 30 ngày thì sẽ cho ra một cái kết quả là phân hữu cơ màu đen rất là tốt. Lượng sản xuất ra thì nó cũng không được nhiều lắm, nhưng mà cũng đã có bán được. Bán được cho những người xung quanh, người ta biết rõ cái nguồn gốc rau sạch và một số cửa hàng ăn gần đây này. Được biết, tại phường Bồ Đề, hiện có 40 hộ đang tham gia mô hình trồng rau sạch bằng phân vi sinh làm từ rác hữu cơ như trên. Đây là kết quả của dự án truyền thông nâng cao năng lực cho cộng đồng bằng mô hình sử dụng rác tái chế để bảo vệ môi trường, áp dụng thí điểm tại quận Long Biên do Viện Nghiên cứu ứng phó biến đổi khí hậu và môi trường thực hiện. Bây giờ có hai cái vấn đề mà đang trăn trở trong cuộc sống hàng ngày, đấy là vấn đề an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Thế và kết hợp hai cái vấn đề lại đấy, và chúng tôi đã nghĩ ra là cái việc sử dụng rác tái chế để làm phân vi sinh bảo vệ môi trường, bên cạnh đấy thì có thể là sử dụng cái phân vi sinh đấy để trồng rau, nâng cao đời sống cho các hộ gia đình. Chị em mà được tham gia dự án ấy, thì cái ý thức, cái nhận thức của chị em nó cũng được nâng lên. Các chị em cũng đã biết là phân loại rác thải để sử dụng luôn cái rác hữu cơ đấy để tái chế làm phân vi sinh thì cái lượng rác xả ra môi trường nó cũng được đi giảm thiểu đi rất là nhiều. Lượng rác phát sinh ra môi trường vừa tạo cho người dân hình thành thói quen tái chế rác thải vốn vẫn còn xa lạ với nhiều người.